Chào cô chú anh chị nha. Hôm nay kênh Nhà đất Cà Đông Nô sẽ đi quay cho anh chị, review cho anh chị một lô đất có tổng diện tích là 1 hecta, sổ sách đầy đủ và full cà phê. Đất này thì thuộc xã Nam Nia, huyện Cà Đông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cà phê là cà phê tơ anh chị ha, giống TR4. Đất này thì thoải nhẹ và là họ làm đường băng như thế này hết rồi anh chị ha. Full cà phê. Ở dưới điều như thế này, sổ sách đầy đủ, tổng diện tích là 1 hecta. 1 hecta trong sổ luôn anh chị ha. Và đường xá xe ô tô vào tận nơi, bên dưới chân rẫy là đường bê tông. Hiện tại trong này có trồng điều, cà phê và một số cây ăn trái khác anh chị ha. Full cà phê và tổng diện tích 1 hecta như thế này anh chị ha. Đất này thì thuộc xã Nam Nia, huyện Cà Đông Nô, tỉnh Đắk Nông. Chất đất là chất đất mỡ gà. Cà phê là cà phê TR4, giống mới, cà phê tơ. Và đường đều tất cả đều làm được đường băng như thế này hết anh chị ha. Đây. Đó, giống cà phê và họ trồng phun đều đều như thế này. Đất này thì dốc nhưng mà họ làm đường băng hết rồi cho nên đường đi lại rất là dễ anh chị ha. Đây. Và tổng diện tích như vậy, phun cà phê. Chủ nhà đang nhờ bán là có 350 triệu. Anh chị ha. Chủ nhà đang nhờ bán là 350 triệu. Cho tổng diện tích là 1 hecta phun cà phê như thế này. Trong đó có cả một số cây sầu riêng nữa anh chị ha. Đất rất là đẹp này. Đấy. Đất này thì gần khu dân cư, cách la trường học thì khoảng tầm con nào, khoảng tầm bán kính là 500 mét thôi anh chị nhá. Ra trường học và ra ngay đường nhựa thì chỉ có khoảng 500 mét thôi, nhưng mà bên phía dưới chân rẫy thì là đường bê tông hết rồi anh chị ha. Đây, để cho bạn chị, để chồng chỉ cho các anh chị xem là đường bê tông bên dưới này này. Đây anh chị ha. Chỗ đấy người ta đang làm đường bê tông rồi và có điện ba pha kéo vào tận đó anh chị nhá. Nhưng mà đất này thì đang tưới nước hồ. Đó. Phun cà phê như thế này. Cà phê rất đẹp anh chị ha. 350 triệu cho tổng diện tích là 1 hecta. Cà phê rất đẹp thế này. Đó. Anh chị quan tâm thì liên hệ ngay. Sổ sách đầy đủ anh chị ha. Đất thì đất mới gà. Đây. Cà phê hiện tại thu rồi. Còn rất là xanh này anh chị ha. Đấy. Cà phê tơ. Đẹp. Bằng. Đó. Anh chị ha. Chỗ này thì không bằng lắm đâu. Nhưng mà ý là họ làm đường băng thế này này. Đi lại qua lại rất là dễ này. Cà phê cũng đẹp này. Và trong đây họ có xen một số cái điều. Đấy, cả mít nữa này, anh chị ha. Đất tương đối đẹp nhá. Đất này thì chất đất này thì ok. Giá 350 triệu là quá phù hợp rồi anh chị nhá. Giá này là không thương lượng anh chị ha. Giá không thương lượng nhá. Đấy, đất rất là đẹp, cà rất là đẹp này. Cái cà quá VIP luôn, anh chị ha. Đó. Sổ sách đầy đủ, mua bán là công chứng được ngay. Giá cả 350 triệu là không thương lượng, chủ nhà lo thuế phí và các khoản giấy tờ khác. Anh chị quan tâm thì liên hệ để chốt nha. Cái đường xá của đám này là như thế này anh chị ha. Đây này. Phía đường đi của đám này này, anh chị có thể lên xe càng đi đây cũng được ha, lên rất là bằng anh chị nhá. Tuy rằng thế đất là dốc nhưng mà họ làm đường băng như thế này, họ đã quy hoạch rất là bài bản rồi. Cho nên là thế đất dốc thì nhưng mà họ làm đường băng thế này là anh chị đi lại rất là bằng nhá. Ví dụ bên dưới đó. Bên dưới đó là một cái view này, nhưng mà anh chỉ có đường bê tông qua đó nhá. Họ sẽ đổ bê tông hết này. Bên dưới này cà phê của mình này, rất là đẹp nhá. Đây là đất mới gà cho nên cà phê hiện tại rất là xanh ha. Và nước tưới của mình thì ở dưới chân hồ luôn, chân rẫy này luôn. Đó. Đây. Hiện tại thì chủ nhà đang tưới máy nổ, nhưng mà anh chị mua anh chị có thể đầu tư vào đường điện anh chị ha. Ở đây thì có đường điện ba pha hết rồi, anh chị có thể kéo đường điện ba pha và anh chị sử dụng máy bằng máy phát điện thì nó rất là ok. Đây, đường có đường điện hết anh chị này. Đó. Quá đẹp anh chị ha. Đây. Tất cả lô này á thì hiện tại á chủ nhà đang nhờ bán là chỉ có là 350 triệu anh chị nhá. Nguồn thu sẵn như thế này, phun cà phê và một số cây trồng khác, cây bơ, cây trái cây. Đó. Đó, trong đó có 200 cây. Hiện tại là năm 2 năm 3 rồi anh chị ha. 50 cây mít hả anh? 50 cây mít bơ bao nhiêu cây? Đấy. 50 cây mít và 200 cây sầu riêng. Full cà phê. Đó, rất là rẻ, rất là đẹp nhá. Anh chị quan tâm thì liên hệ đi xem thực tế mà chốt nha. Hiện tại khu vực này thì cách dân rất là gần anh chị ha. Ra ngoài đường nhựa thì nó tầm khoảng là 700 mét thôi. Ra ngoài dân và hiện tại đường bê tông này cũng sẵn sàng này. Đó. Đó, mít và nguồn thu rất là mạnh, cực kỳ mạnh ở lô này. 350 triệu là quá rẻ rồi anh chị ha. So về thị trường ở khu vực này á, thì hiện tại bán giá này là bán giá bèo nhèo rồi anh chị nhé. Cho nên là giá nhà chủ nhà mong muốn bán cho nên họ không có bớt nữa anh chị ha.
Đây, rất là đẹp nha anh chị nhá. Đó, anh chị đi xem và chốt nha.